Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Người Kết Nối ngày hôm nay của chúng tôi rất vui gặp lại quý vị. Đầu tiên, xin được giới thiệu đến quý vị người phụ nữ trong váy xanh đứng dậy quen vòng cho mọi người thấy. Dạ, đó chính là diễn viên Cát Tường. Dạ. Trời, chị đứng và chị giới thiệu. Tiếp theo, giới thiệu người phụ nữ trong đầm trắng, diễn viên Mai Phương. Lắc theo kiểu của Mai Phương. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với người phụ nữ có số đo ba dòng khá chuẩn. 90, 60, 120, đi cô Lan Trình. Vô đi. Thưa quý vị, như vậy là một buổi tối của chúng ta được khởi động với lại ba mỹ nhân ngày hôm nay. Và có lẽ là quý vị đang rất là tò mò, không biết là cái câu chuyện của nhân vật tuần trước là gì, và ngày hôm nay chúng ta sẽ mang đến điều gì cho nhân vật của chúng ta. Thì Nguyễn Khai xin mời người phụ nữ xinh đẹp Cát Tường. Dạ. Sao chị cứ nhảy vô Hồng em hoài, em chưa nói xong mà. Không cần em phải nói xong. Thưa quý vị, Hồng Trang thì giống như ở tập trước đã chia sẻ là một người diễn viên đã dấn thân đến thành phố Hồ Chí Minh để học rất là nhiều năm, học phát thanh viên, học diễn viên, rồi cuối cùng là học đạo diễn. Và đến tận giây phút này, các bạn cùng trang lứa của mình đã có những cái chỗ đứng nhất định trong nghề, thì Trang mới bây giờ mới bắt đầu ghi lại những cái dấu ấn nhỏ nhoi, từ tốn, khiêm tốn trong lòng quý vị khán giả. Thế nhưng điều gì đã khiến cho một cô bé nhỏ nhắn, có gương mặt có vẻ hơi khắc khổ và già trước tuổi, rất thành công với những vai diễn già, vẫn có thể bám trụ ở thành phố Hồ Chí Minh, đeo đuổi được nghề nghiệp. Đó chính là niềm đam mê và khát khao cống hiến cho nghệ thuật. Và với những cái chia sẻ hết sức là thương, rất là đối với những cái người nghệ sĩ, đối với những người đồng cảm như Cát Tường, Mico Lan Trinh hay là Mai Phương, thì khi mà nghe Hồng Trang chia sẻ thì nhận thấy rằng cô bé này là một người sống rất là thật, rất là chân thành, và cái cái tình cảm rất là dạt dào. Bên ngoài nhìn thì bản lĩnh đó thưa quý vị, nhưng bên trong là đầy ắp những cái cảm xúc mà rất dễ dàng, chỉ cần ta khơi trúng một cái là sẽ vỡ òa cảm xúc đó ngay. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục có những món quà bất ngờ dành cho Hồng Trang. Trời đất ơi, tôi đó giờ tôi đâu sửa sẵn vậy đâu. Bà làm quen rồi. Tập trước, bà làm Cát Tường đã đồng hành cùng Hồng Trang trong suốt một ngày làm việc, để thấy rằng đằng sau những vinh quang là những góc khuất đời thường quá ư giản dị. Và đằng sau câu chuyện đó còn có một nhân vật luôn âm thầm theo dõi. Những tâm linh chàng ắt sẽ cảm thông. Cô biết con không? Biết, tôi coi chương trình hoài. Dạ. Ai có gặp ở ngoài nè. Dạ. Ủa, con lên tới lâu chưa? Sao con ngồi ở ngoài? Con không thấy cô đi vô mà cũng mới lên chút hà. Vậy hả? Vậy là chắc lúc đó Tường lo uống cà phê quá cho nên không thấy là cô đã lên tới. Thôi bây giờ mình ra xe nha cô, ra xe là hai cô cháu mình tâm sự tiếp. Rồi, sẽ đi. Theo cô thì cô nghĩ với như ta cá tính của Hồng Trang là cô biết á, thì nếu như mà thấy cái sự xuất hiện bất ngờ của cô ngày hôm nay thì theo như cô đoán thì Hồng Trang sẽ có cái cảm xúc như thế nào? Thì theo cô nghĩ chắc cũng mừng dữ lắm á. Mừng dữ lắm á. Mừng dữ lắm á. Nó cũng dễ xúc động lắm á. Vậy mà cô cũng vậy. Từ những câu chuyện tưởng chừng Hồng Trang không bao giờ kể với mẹ, để mẹ không phải bận tâm về mình, thì cô đâu ngờ chính khoảnh khắc cô trải lòng, mẹ cô đã nghe tất cả. Vừa coi xong, trời lâu quá, coi mấy bạn diễn mình cũng ham diễn ghê. Coi mấy bạn diễn một lớp trong cái vở kịch tối nay sẽ được xem đầu đuôi khi mà có phản ứng của khán giả sẽ như thế nào. Hồi nãy là em nói cái lúc mà đông khách nhất là khoảng 60. Dạ, thời Hoàng Kim ấy chị. Thời Hoàng Kim. Còn cái thời mà Du Lê thì nó là bao nhiêu khách, ví dụ như mà nó... Dạ, dưới 10 khách cũng có. Trời đất, tụi em không quỷ. Chuyển luôn. Nếu một công ty có một sức diễn vậy, họ quảng cáo nhiều hơn thì em nghĩ chắc sẽ được. Không nghĩ là giờ mấy bạn cũng đâu có nghĩ. Nhưng mà diễn vào thứ tư không đủ tiền sẵn, không đủ tiền mấy bạn ăn. Thế thì giờ cái động lực gì cái khiến cho Khanh tham gia vào cái nhóm kịch đời, trong khi nó diễn hàng đêm nó không có lợi nhuận như vậy, thì em thấy là cái tiềm năng của cái tương lai của nhóm nó sẽ đi về đâu? Cái chuyện mà nhóm đời thì có đi về đâu thì chắc có lẽ là em cũng than phiền với chị Hồng Trang rất nhiều. Chị ơi, chị phải cân nhắc lại làm sao đây. Biết là đam mê nhưng mà mình phải tính cái đường nào nó dài. Tại vì giống như em cũng nói chị Trang là biết là mình chơi mình vui, nhưng mà chị phải làm sao nuôi được mọi người, mà chị phải nuôi được cho bản thân chị thì mình mới duy trì được, chứ mình không thể một ngày
chị là người trong cuộc nên là thật sự là chị rất là hiểu. Cũng hy vọng là khán giả phần nào đó hiểu được cuộc sống của những người nghệ sĩ, đặc biệt là những người nghệ sĩ trẻ muốn lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và muốn trụ được trong lòng khán giả thì cực kỳ khó thưa quý vị. Hy vọng là quý vị khán giả xem và hiểu chúng tôi và thương chúng tôi nhiều hơn nữa. Một lần là đây thì có nguyên cả nhóm cũng như là gần hết cả nhóm Kịch Đời, chị cũng xin chúc cho các em luôn luôn giữ lửa được, giữ được cái niềm đam mê của mình. Hồi nãy giờ cô ngồi dưới này cô có theo dõi được rõ không? Có, rõ. Cô nghe hết những câu chuyện mà Trang chia sẻ với nhóm bạn không? À, có. Cô có cảm nghĩ như thế nào? Thì thấy thì cũng như là cái đam mê của con mà nó mê từ hồi ba tuổi mấy là nó thích hát rồi. Rồi sao thấy thôi kệ, thương con thôi kệ, cũng động viên thôi kệ, ráng đi con. Miễn con vui là gia đình cũng mừng rồi. Dạ. Trước giờ cô có coi Trang diễn trực tiếp sân khấu lần nào chưa cô? Có một lần là cô coi là em nó thi đó, nó thi đạo diễn đó. Lúc thi thôi, còn lúc diễn cho khán giả là chưa khi nào coi. Hồi đó giờ chưa, cô chưa có đi lần nào. Không hy vọng là tối nay không biết là khán giả có đông hay không nữa. Dạ thôi cũng hy vọng chúc cho các em nó diễn được thành công. Trong khoảnh khắc cô cháy hết mình trên sân khấu, sống với niềm đam mê, không quan tâm tới cái gì gọi là vật chất, thì mẹ cô lại có cơ hội nhìn thấy và hiểu con gái mình thêm chút nữa. Tuy nhiên, khi sự thấu hiểu đạt đến đỉnh điểm thì cô con gái kia tuy có trưởng thành cũng hóa thành nhỏ bé. Chị hy vọng là qua chương trình này là rất là nhiều khán giả sẽ biết nhiều hơn về nhóm Kịch Đời của em, hiểu được về cuộc sống của em. Rồi ở nhà ba mẹ cũng hiểu, thông cảm được và ủng hộ cho công việc của em. Nhưng mà đều cũng phải cố gắng nhanh chóng lấy chồng để ba mẹ em gái mỗi lần nhắc tới chị là vẫn rơm rớm nước mắt và khóc, thấy không? Bây giờ là chị trong lúc mà em diễn đó là chị có coi. Nhưng mà chị cùng với ekip có chuẩn bị cho em một bữa ăn cơm. Bây giờ chị em mình ăn cơm ăn khuya xong rồi chị đi về. Trời ơi, coi như kết thúc ngày hôm nay. Trời quá vậy chị. Bây giờ chuẩn bị hết rồi. Ủa, cái... chương trình này vậy đó. Bây giờ cho ăn đó. Trời ơi, đồ ăn hấp dẫn quá vậy. Trời ơi, sao có vụ bữa ăn trời. Vụ nào không nói. Vụ báo gì về nhà tôi không nói. Cũng may là gia đình em không có nói gì mà mấy tập xấu của em hay là có mà chương trình cắt. Mời ăn thử đi rồi biết liền à. Dạ. Yeah. Chị nấu đó. Cái rau lan này giống như nhà em già đựng hái từ dưới em lên nữa. Mọi người thấy TV đâu phải rau lan đâu. Dạ rau mùng tơi, đá rau lan ở trước sân. Ở nhà thì mẹ mới gầy lại cái rau mùng tơi à. Như là hết đợt, cái nó có bông có trái rồi xong cái gầy lại như khác. Mà cái lá mùng tơi ở nhà em cho bá này. Bự lắm, bự hơn bự tay luôn. Ở nhà có trồng mướp không? Có khi trồng nhưng mà mùa này là hết rồi. Nhà mướp nó bị già rồi. Bà thấy bưng lên cái gì em cũng nói giống nhà em. Miệng ăn như bà già. Với lại nhà em có cây xua đũa nữa, chồng nấu canh chua. Mai chắc là chị quay là trái nhất luôn hả? Kiếm người vô ăn phụ. Ăn hết mới được về. Rồi, có người vô ăn phụ. Cơm là mình nấu đó. Và bữa cơm muộn cuối ngày cũng được mẹ chuẩn bị khi vở diễn vừa kết thúc. Nó đơn giản lắm, chỉ là rau lan luộc, canh mồng tơi, nhưng nó đều được mang từ quê lên và là món cô thích ăn nhất.
Thương quá ha quý vị, thương lắm luôn á. Tự nhiên cái đang ăn một bữa cơm, cá nhân của Nguyên Khang nghĩ là những người nghệ sĩ họ chỉ ăn qua loa thôi, và sau cái bữa diễn hoặc là trước bữa diễn chỉ ăn đúng ổ bánh mì hay ăn cái gì đó nhẹ nhẹ diễn, sau đó rồi lủi thủi về sau khi ánh đèn khép lại. Cho nên cái bữa cơm mà chị Cát Tường mang đến cho chị Hồng Trang á, đối với Nguyên Khang nó quý lắm. Tại vì ăn một bữa cơm mà đối với Nguyên Khang nghĩ mặc dù là rau không nhưng mà thịnh soạn, thịnh soạn. Và khi mà rau trước nhà. Dạ, mà khi mà người mẹ bước vào mà nếu như mà chị biết được cái bữa ăn đó mà mẹ nấu nữa thì Nguyên Khang nghĩ là chỉ còn xúc động nhiều quay hơn. Lại cái vấn đề khi mình nói một người cứng rắn mà mọi người nói là không cần, chỉ cần đam mê nghệ thuật sống trong nghề, thì chính giây phút này là đã tố cái con người của Hồng Trang. Dù có cố gắng tạo ra vẻ bên ngoài là cứng rắn mà bất cần, không cần gì cả, nhưng mà thật sự chỉ cần một bữa cơm của ekip nấu cho Trang ăn thôi là Trang cũng đã cảm thấy quá xúc động rồi. Bởi vì cái người nghệ sĩ sau khi ánh đèn sân khấu tắt hết đèn, tắt đèn rồi khán giả về rồi, còn một mình họ, họ rất là lẻ loi và rất là cô độc. Thì khi có một cái ai đó ngồi ăn cơm với mình, quan tâm đến mình, ăn cơm với mình là đã thấy ấm lòng rồi. Đó. Yeah. Cho nên là quý vị thấy không, khi mà nghe chương trình có chuẩn bị bữa cơm là Hồng Trang đã hết sức là ngạc nhiên và cảm thấy rất là xúc động. Nhưng mà khi mà mẹ bước vô nữa thì không thể kềm được cảm xúc. Đúng, em rồi. Nghĩ làm sao mà kềm được chị. Tại vì á, em nghĩ là trước khi mà Trang lên Sài Gòn á, ở dưới quê là thường xuyên ăn cái bữa cơm gia đình ăn như đúng vậy. Bữa cơm đó cho nên mà, biết có thể là nghi. Em nè, là thực sự là từ nhỏ đến lớn em không có bữa cơm gia đình. Tại vì mẹ em cũng đi làm cho nên là thường xuyên là hàng quán và mì gói. Mà bản thân em là mỗi lần mà có một bữa cơm như vậy là em đã cảm thấy nó ấm áp đến chừng nào rồi. Thì em nghĩ rằng cái nhớ của Trang nó sẽ còn dữ dội hơn em nữa. Tại vì cái người đã có rồi, rồi lại phải xa, rồi bây giờ có lại thì nó sẽ dễ sợ. Còn em thì em đã quen nhưng mà lâu lâu nó có là mình còn cảm thấy xúc động. Nhưng mà chị Tường chị cũng có gợi là ở quê là có trồng cái rau gì hay không, rồi cô này cũng có bảo là mới thu hoạch được gì. Cho nên là khi mà ăn mà cách nêm nếm rồi những cái vật như thế thì Nguyên Khang nghĩ là chị Hồng Trang chị cũng có cân đoán. Có thể không ngờ, là không Trang không biết, Trang không ngờ rằng Trang tưởng thật sự là ekip nấu nhưng mà muốn cho Trang thấy cái hương vị quê hương. Hương vị quê. Chứ hồi Trang không ngờ là mẹ lên, cho nên khi mẹ bước vô là rõ ràng là vỡ òa cảm xúc và không, nó buông đũa liền. Thấy không, cái khoảnh khắc là buông đũa liền mà vỡ òa liền. Ngồi ở đây á, anh Khang anh cứ thắc mắc là tại sao em làm bao nhiêu người kết nối rồi mà em vẫn cứ khóc. Tại vì không thể không khóc được, cái cảnh đó nó quá là quá sức chịu đựng của mình. Mà nhớ cái tập mà của chị Kim Huyền không, cũng vậy đó, vừa thấy mặt mẹ một cái là mà coi thấy qua hình thôi là vỡ òa liền. Tôi nói người nghệ sĩ mong manh lắm, đặc biệt những người phụ nữ nào càng thể hiện sự kiên cường cứng rắn bên ngoài là những người đó càng mong manh và dễ vỡ. Bằng chứng là chúng ta thấy là ở đây có ba người phụ nữ ở phía bên ngoài lúc nào cũng nhìn có vẻ rất là cứng rắn nhưng thật ra là rất là mau nước mắt. Mà cô Miko Lan Trinh, cô sẽ được mệnh danh là người phụ nữ nhiều nước mắt nhất của chương trình. Em không có mặt chị Phương, gì vậy? Nè, nước mắt đi ra nói chuyện sao nha. Chương trình là chúng ta thôi. Nhưng mà khoan, quay cái trở lại là Nguyên Khang thấy là chương trình hơi ác. Người ta mới ăn mới muỗng thứ nhất thứ hai thì thôi. Mà dẫn mẹ ăn vô, giờ buông đũa luôn, chưa kịp ăn cái bữa anh nào. Anh ơi, cả gia đình bây giờ theo một ăn. Hướng khác là ăn uống no say mà mẹ chưa ăn, mẹ đứng ở ngoài vậy có ác không? Mẹ vô cùng ăn. Bây giờ chúng ta tạm gạt những dòng nước mắt qua một bên đi. Chúng ta phải có một cái kết thúc gì đó nó có họng một chút xíu. Quay lại ở cái tập đầu thì mẹ Hồng Trang có chia sẻ là cái ước muốn, cái mong ước của mẹ là được Hồng Trang thu tặng cho một vài cái bài hát, xong rồi lấy những cái hình ảnh của Hồng Trang từ nhỏ đến lớn ghép vô để mỗi lần ở nhà nhớ con thì mở lên vừa được nghe giọng con hát vừa được thấy những cái hình ảnh của con, thay vì là phải ngồi lật từng cuốn album. Như vậy Nguyên Khang nghĩ là ekip chương trình đã giúp cho chị Hồng Trang thực hiện cái món quà này đúng không? Xem tiếp đi. Chúng ta sẽ cùng theo dõi nha. Cái này giống mẹ nấu nha không? Thì con mẹ con nói rau giống rau nhà, bụng tơi giống bụng tơi nhà. Chị Tường nói cái gì cũng giống nhà em vậy, chị nấu đó. Vậy tao nấu lên coi luôn. Coi coi. Thấy không? Giống nhà đó. Tại vì có coi. Coi nào? Coi đâu? Mẹ không lên đây nhưng mà mẹ thấy. Dạ. Con mẹ lên nào? Không, giờ biết tại đây thôi, hiện tại đi. Rồi chị mẹ. Chị kỳ quá. Mẹ lên từ 5 giờ sáng, 5 mấy sáng tới giờ. Yeah. Tất cả những cái gì sinh hoạt từ sáng giờ mẹ em đều coi qua điện thoại. Này chị Tường nói, chị Tường nấu phải không? Tường nấu thì con cũng tin, mặc dù con hỏi là của nhà hàng mà giống không? Giống mẹ Niêm không? Con chưa có kịp ăn, con thấy rau lan nó giống ở nhà thôi. Còn con cũng có nói là ở nhà là con dành ăn rau lan nhiều hơn á. Ở nhà nhưng mà kẻ có một cái là không có giống lại nhà sắp phải không?
ở nhà sắp nghe ngắn phải không? Trời ơi, hồi nãy coi clip đã bất ngờ lắm rồi mà. Em coi clip mẹ có nói gì không? Có, mẹ không có nói xấu con, rồi sao cứ đưa chuyện không có chồng cứ hoài vậy? Hết miệng rồi tới nhà rồi tới thì Trang cứ kêu có chồng hoài, mệt ghê. Chồng thôi, không có chồng thì thôi chứ giờ sao giờ, chừng nào có chứ giờ sao giờ. Thôi ăn cơm đi. Thôi bây giờ vậy, ăn bữa cơm. Dạ. Hôm nay nguyên cả ngày mẹ cũng lăn lộn làm trinh thám ngoài đường cũng ngọt. Sợ em phát hiện á, cho nên đi biết là không có cho em mẹ tiếp cận sát em mà phải bịt mặt bịt mày cũng ngọt thở lắm để em sợ. Em sợ khen xe hoài mà em đâu có biết ai. Rồi, cho nên là giờ mẹ cũng mệt thì thôi giờ hai mẹ con mình ăn bữa cơm. Sau đó đưa mẹ về nhà ngủ, đêm nay dạ. Tâm sự yêu đương gì đó thì cứ tâm sự rồi sáng mai mình hẹn gặp lại rồi mình tính tiếp. Một buổi sáng Sài Gòn có phần ồn ào xe cũ, không hòa mình vào sự nhộn nhịp phố xá, Hồng Trang và mẹ dành cho nhau một không gian riêng, một bữa ăn sáng hiếm hoi từ khi cô bước chân lên Sài Gòn lập nghiệp. Lâu lâu hả? Mà cô ngủ ngon không cô? À ngủ được, hôm về chắc cũng 2 giờ. 2 giờ tôi với Hồng Trang lúc đó về là 12 giờ rồi về sau bao giờ 1 giờ cũng ngủ. 1 giờ em lên tới gần 5 giờ em mới ngủ. Trời làm gì dữ vậy? Thì xong về coi mở điện thoại coi tin nhắn rồi sắp xếp lịch tập này nọ kia nữa. Còn cô chắc 2 giờ mấy cô ngủ được tới 4 giờ mấy cô thức giấc. Cô khỏe không? Sáng giờ khỏe khỏe. Tối hai mẹ con tâm sự gì nhiều không? Thì là mệt quá ngủ luôn. Không có thì cũng nói chuyện. Nói vài câu vô đi con. Vô đây vô phòng thu đi. Trang hứa là khi nào mà rảnh thì làm thêm vài bản nữa tặng cho mẹ làm luôn cuốn album đi. Dạ. Hát luôn cuốn album 10 bản thì hát bài em thấy em đuối sụi vậy không? Rồi bây giờ vậy, đi qua bên phòng dựng rồi mình sẽ dựng mấy cái hình của Trang vô trong cái bài hát mình mới vừa thu. Hát con ha. Dạ. Rồi đi nhanh. Tặng mấy thầy cô thích lắm. Mình làm ra cái hình này cũng phải để mấy phút cho mới nhìn thấy cái mặt chứ. Chớp chớp ngàn tấm hả? Sao thấy mà tâm hồn không sâu không biển gì ai. Hồi này bắt đầu học đạo diễn rồi mà đi làm diễn viên múa thì là bên công nhân quá lao động.
Mấy cái hình này mà nhảy liền không thấy, thấy ai là ai luôn. Thưa chị, tốt nghiệp môn hóa trang bắt ngay môn già luôn. Nhưng lòng không hề yêu ơi, bên xuống xin hẹn ngày. Em á hả? Em á. Ờ, sao lạ quá vậy? Điệu điệu mà, năm 95. Dạ, đây là món quà con thay mặt cho chương trình Người Kết Nối làm gửi tặng cho cô. Đương nhiên món quà này là con chỉ kết nối thôi, còn công sức là cô bạn Trang thu âm, còn của cô phải cung cấp hình ảnh nó mới ra được cái đĩa nhạc này. Dạ, nhờ chương trình nữa. Chương trình hy vọng với cái đĩa nhạc này nó là một cái món quà về tinh thần. Cô ở dưới quê nhiều khi cô nhớ Hồng Trang cái là cô nhiều khi vừa nấu ăn hay vừa làm nhà mình cũng mở lên rồi đứng nghe con mình hát mà mình nhìn vô thấy hình ảnh của con ở trong trọng cũng đỡ nhớ cô ha. Thì đó thì cũng cô cũng mong ước lâu rồi nhưng mà đâu cũng may là gặp nhà có chương trình Người Kết Nối này. Thì nay cô có được cái đĩa này sớm là cô mừng. Cô cũng cảm ơn chương trình Người Kết Nối với của HTV với lại các cháu của trong ekip nha. Cũng thấy cũng cực quá. thấy cực mà sót luôn á. Cô chưa không thấy thì cô đâu có nghĩ cái cực dữ vậy nè. Giờ con thay mặt cho chương trình là con trước tiên là gửi lời hỏi thăm bà nội dưới quê. Với lại là chú rồi con chúc cô chú với cả gia đình mình là được nhiều sức khỏe. Mẹ này gửi cho chị luôn. Gì nữa vậy?